Xin chào nha, em lên một con đồng hồ Mỹ nha, Invista. Đây còn nguyên táp 1095 đô la nha cả nhà. Con này là đồng hồ cơ automatic, new full box luôn nha cả nhà. Size 47 chưa nấm, cả nấm là 52. Đó, lộ máy sao luôn. Con này là dòng lặn chống nước 200 m nha. Đó, niềng xoay, độ dày là 40, độ dày là 14 nha. Càng là 54. Đó. Nguyên táp nguyên siêu full box luôn, rất là xịn sò nha. Invista lộ máy sau chống nước 200 m, chạy máy Seiko nha, có tay đáy xoáy luôn, chống nước 200 m nha. Đó, rất là đẹp, xịn sò luôn nha cả nhà. Thép đúc nha, hộp anh em nào tay 17 đổ lên nha, được lắp ráp tại Malaysia. Đó, dạ quang rất là sáng luôn, niềng nè. Đó, nguyên táp nguyên siêu, có hacking stop luôn nha cả nhà. Đó, mình dặn ra mình lên code nè, lật ra có hacking stop nè cả nhà. Đó, rất là đẹp nha, mặt xám. Đó, kim cọc vàng, dạ quang sáng, nguyên rin luôn, chính hãng luôn nha cả nhà. Vào cả nhà kiểm tra luôn, đây rất là đẹp nha. Rồi em mời cả nhà nha.